Xin chào tất cả các anh em, rồi trở lại với channel của mình anh em nhé. Thì chúc mừng tất cả các anh em, đây là giao diện của con game Tailwind 68 ha anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục làm về con game Tailwind 68 này với cái bộ môn tài xỉu anh em nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em về cái công thức, thủ thuật cũng như là thuật toán của con game tài xỉu này, để anh em có một cái hành trang để anh em có thể có cái kiến thức để anh em có thể kiếm tiền trên cái con game này ha. Thì chúng ta phải có kiến thức về game thì chúng ta mới biết được cái hình cầu và cũng như là cái xác suất thì nó về bên nào nhiều hơn anh em nhé. Còn nếu như anh em chỉ vào đánh như một thằng khờ, đánh như kiểu đánh loạn xạ lên thì thật sự là nếu ngày nào hơn thì anh em sẽ ăn, còn ngày nào không hơn thì anh em sẽ thua thôi. Đấy, thì chơi như vậy thì nó thành đỏ đen, chứ còn nếu mà anh em chơi có kiến thức thì nó sẽ an toàn hơn ha. Ok, thì nếu mà anh em nào muốn trải nghiệm con game này thì có cái đường link mình để dưới phần comment, anh em nhấp vào đó rồi tải về. Khi tải về thành công thì anh em tạo ra khoản nạp bất kỳ, anh em sẽ nhận được cái code nạp đầu từ 20 đến 50k bằng cách là gửi KD bên trái màn hình vào group Telegram mình để dưới phần comment anh em nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ vào luôn con game tài xỉu nha anh em. À, thì khi mà anh em có gift code rồi thì anh em vào cái phần sự kiện nha anh em, ở bên góc phải màn hình, ở bên góc phải phía trên màn hình thì anh em vào đó để nhận gift code nhé. Đấy, để nạp gift code vào nhé, để có tiền nha anh em. Ok, mới vào thì mình gặp cái hình cầu này để mình xem thử nhé. Cầu này có thể là cầu 22 hay cũng có thể là đang là dư ra một tay tài thôi. Thì khả năng thì cứ đánh vào cầu 22 trước đi anh em. Chúng ta sẽ đánh vào cầu xỉu nhé. Còn ở phía trên thì cầu tối đa của cầu xỉu là cầu 5. Nhưng mà mình hiện tại thì vẫn không biết được nha anh em, bởi vì cầu này là một hình cầu mới, nó sẽ còn bị kết lại ở cái phần cầu cũ nha anh em. Đấy, nó sẽ còn bị động lại của phần cầu cũ đấy. Thì rất là khó để chúng ta có thể nhận định. Nhưng mà thì cứ đánh về xỉu trước đi anh em ơi. Tiếp tục đánh về xỉu thôi. Cầu này thì nếu mà anh em muốn duy trì thì anh em sẽ chơi, nếu mà anh em hiểu cầu gấp khúc thì chúng ta sẽ chơi theo cầu gấp khúc ở giai đoạn này, chứ còn mà chơi theo cầu hình cột ấy thì thật sự là cũng hơi khó. Đấy anh em thấy chưa, nó đi về hai tay 11 đi ngang và cũng như là đẩy con tài này lên là cầu 4, rất là khó hiểu cho chúng ta đúng không, bởi vì chúng ta là cầu mới, chúng ta mới vào thì nó chưa có cái hình cầu đấy, chơi rất là khó ha. Cầu này thì tiếp tục đánh xỉu thôi anh em ơi, tiếp tục đánh về xỉu cho mình nhé. Đánh lên, đẩy lên 500 đi, chúng ta sẽ vào được hai tay nữa, chúng ta cứ đẩy lên 500 đi. Rồi vẫn là con 11 đi ngang anh em, vẫn là con 11 và tiếp tục đi ngang. Cầu tài thì đang là cầu 5 rồi, cầu xỉu phía trước cũng là cầu 5 thì khả năng nếu mà về thì sẽ về ở cầu này, khả năng về thì sẽ về ở cầu này. Mình còn gấp được hai tay nữa, mình sẽ đi một tay 1 triệu và một tay 2 triệu nữa anh em nhé. Không thể lên được cầu 6 đâu anh em, không thể lên được cầu 7 đâu, tối đa là cầu 6 đấy. Ok chưa anh em ơi, ok chưa, cầu tối đa của cầu tài này nó đang lấy ở cái đỉnh là cầu xỉu luôn em nhé, lấy luôn cái đỉnh ở cầu xỉu, tức là cầu gì, cầu 5 ở phía trước đấy anh em. Thì cầu này ấy thì khả năng là con xỉu này nó sẽ giữ im về xỉu nhé, khả năng là giữ im về xỉu, giữ im về xỉu thì tiếp tục đánh xỉu 200 thôi em. Đấy, cầu này thì vừa rồi thì mình lãi được 300 thôi, vẫn ok không sao nhé. Ui dồi, đẩy lên một con 16 à. Nếu mà đẩy lên một con 16 như thế này thì anh em nhảy sang tài đánh luôn, đánh về cầu đánh đứng cho mình nhé. Cầu gấp khúc này thì cũng khá là khó để chúng ta có thể phân tích anh em ơi. Anh em nhìn quả cầu này thì cầu gấp khúc này nó không có một cái thuật toán cũng như là một cái vòng lặp nào hết, nó không có cái sự tuần hoàn đấy anh em, nó không có sự lặp lại. Đấy, rất là khó để cho chúng ta có thể theo cầu nhá. Cầu này lại tiếp tục về con 10. Thôi thì tiếp tục đánh về tài đi anh em, đừng đánh chuyển sang cầu nhé. Cầu này thì đẩy lên 900 đi, chúng ta sẽ còn hai tay gấp này nữa, một tay này và một tay tiếp tục nữa. Thì ở cầu này thì về con 10 này thì mình chỉ sợ là nó sẽ đẩy tiếp tục ở con xỉu và hạ xuống á nè, hạ một con xỉu xuống nữa để đi xuống nhá. Cầu này cầu gấp khúc dễ bị đi xuống lắm anh em, thấy chưa? Mình biết ngay mà anh em. Thôi tiếp tục đánh về tài cho mình nhé, cầu này rất là khó rồi. Mình sẽ vào 2.2 triệu trong tay này luôn em nhé, đánh đẩy cung lên, đẩy cái tiền bên con tài lên anh em ơi. Rồi ôi, ok chưa anh em ơi, ok chưa anh em ơi,
mình dự đoán là nó sẽ về thêm một tay, tức là con 10 nó sẽ đẩy xuống một tay nhưng mà nó sẽ lên vào tay sau, nhưng mà chỉ cần mình chỉ sợ là nó sẽ nhẹ xuống sâu quá thì cái khả năng mà nó đi lên thì có thể là nó dừng lại ở mức 9-10 là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tay này nó nhẹ ở con 8 nên thành ra là mình vẫn rất là tin tưởng vào cái con 8 này nó sẽ đẩy lên, chuyển lên con 12 anh em nhé. Ok, thì chắc có lẽ là mình sẽ thêm một tay nữa anh em ơi. Cầu này thì mình sẽ bắt vào cầu 21 thôi, ở cầu 12 nhé, một tài hai xỉu thì mình sẽ vào cầu này ở cầu xỉu luôn em nhé. Mình sẽ vào tay này 200 và nửa thắng thì mình sẽ chốt lại 1 triệu hơn anh em ơi. Cầu hôm nay thì vốn mình chỉ có 300 hơn thôi nhưng mà mình đánh khá là nhiều lãi và cũng như là phạm qua cái mức 20-25%, thì nói chung là lâu lâu thì phạm một lần anh em ơi. Không sao nhé, anh em cứ kiểm soát cái vốn của mình tốt là được rồi. Ui dồi ôi, cầu này nó về tài anh em ơi. Về tài thì anh em cứ đánh về xỉu cho mình nhé, đừng chuyển cầu làm gì hết, anh em cứ đánh gấp về xỉu luôn. Anh em chuyển là lỗi cho anh em thôi, anh em mà chuyển là lỗ thôi chứ không có được cái gì hết, nên là anh em cứ đánh bình thường về cầu xỉu thôi. Với lại nãy giờ anh em nhìn hình cầu này đi, hình cầu nó rất là khó nha anh em chứ không phải dễ đâu. Anh em nhìn cầu nó rất là khó nha. Hiện tại thì đang về cầu đơn nên là anh em cứ đánh về cầu xỉu cho mình, chúng ta cứ gấp một tay thôi. Đấy, không sao hết. Video hôm nay thì cũng khá là dài. Đại khái là hình cầu này nó đang rất là phức tạp anh em nhé, gọi là phức tạp đấy. Bởi vì anh em có thể thấy là cái hình cầu này là nó đang là sao anh em, nó là cầu mới và cũng như là mình không biết ở phía trước nó là cầu gì, nó có cầu bệt hay không. Đấy, ok chưa anh em? Cầu này thì cứ đánh về cầu 1-1 thôi, nó đang về cầu đơn thì anh em cứ đánh gấp lên là được rồi. Ok, và có lẽ là cũng sẽ kết thúc ở đây luôn em nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau luôn. Đấy, nói chung là hình cầu thì nó cũng khá là khoai đấy, nhưng mà bởi vì có kiến thức và cũng như là có những cái phương pháp nên là mình vẫn tiếp tục lãi được khoảng 1 triệu mốt anh em nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau. Chúc tất cả các anh em ngày mới thật là lộc lá nha.